Xin chào tất cả mọi người. Mọi người kênh của mình ấy thì thực ra là được 200.000 người đăng ký, là được mấy hôm rồi. Thế là có rất là nhiều anh chị, cô chú với các bạn là comment nói là hôm nào về quê ăn mừng cùng với bà. Nhưng mà thực ra là suy nghĩ cho cùng thì chẳng biết là ăn mừng cái gì luôn. Cua hoàng đế rồi các thứ mấy cái đấy thì thực ra là nó chỉ được cái mã gọi là đẹp đẽ với lại nhìn nó hoành tráng thôi. Chứ thực sự là gia đình nhà mình ăn là cũng thấy bình thường. Cho nên là cứ bảo là làm nhưng mà chưa biết là làm cái gì. Cho nên là hôm nay thứ sáu, chồng mẹ anh bảo là về quê chở mẹ lên ngân hàng có việc. Thế là vừa nãy là mình đi về quê chở bà rồi, thế là tiện mình có điện, mình bảo là thế thì hôm nay mẹ tiện thể là mẹ ngủ lại đây một hôm chơi với các cháu luôn, tại vì đằng nào mai cũng thứ bảy thì gia đình nhà mình cũng phải về đấy. Thế là nói mãi bà mới chịu ấy. Bà bảo là bà ở quê quen rồi, xong ở phố xá nó khó chịu với các thứ. Mình bảo là mẹ ơi, ngày mai rét như thế mà bọn trẻ con mà bảo chúng nó về quê là nó cũng ngại, nó cũng lười. Với lại hôm nay là có bóng đá của đội Hàn Quốc, cho nên là nói mãi là mẹ mình mới ok đó. Cho nên là bây giờ bà đang ở nhà mình này, mình chở bà đi ngân hàng làm thủ tục các thứ xong rồi đầu đôi hết rồi, xong chở bà về nhà để cho bà đỡ mệt ấy. Chứ bà đi theo mình thì mình rất là nhiều việc luôn. Thế là đang tính là ăn cái món gỏi cá mọi người. Gỏi cá là một cái món ăn mà thực sự là gia đình nhà mình hầu như là ai cũng thích, kể cả mẹ mình. Thế nhưng mà cái đợt là mùa hè ấy, là không có dám ăn mấy, là tại vì có nhiều người bảo là kiểu đường ruột kém thì nó bị làm sao các bệnh run sáng các thứ ấy. Cho nên là thực sự là lâu lắm rồi ấy, mấy tháng trời, hôm nay là nhà mình mới quyết định ăn lại đó. Sau đó mình ba nhà mình 5 người này, không biết là phải mua bao nhiêu, cho nên là mình phải hỏi cái bạn ở trong đây này đang đứng bên cạnh cái siêu thị này mọi người ơi. Sau đó mình sẽ nấu một cái món canh hải sản ấy, thì người già rất là thèm cái món đấy luôn đó. Cho nên nhân đây thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các ông bà cô chú anh chị và các em đã ủng hộ kênh của gia đình mình trong suốt thời gian qua. Với lại hy vọng rằng sau này cũng sẽ được mọi người ủng hộ rất là nhiều luôn đó. Kênh của gia đình nhà mình thì rất là đơn giản, không có cái gì mà nó nổi trội ấy, nhưng mà lúc nào nó cũng được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cho nên là không chỉ mình và cả anh Su với lại mẹ mình là rất là cảm ơn tất cả mọi người luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua gỏi cá nhé. Hôm nay thì mình sẽ mua cá thần bơn nha mọi người. Tại vì nhà mình thì cả nhà là đều thích ăn cái cá này ấy, chứ còn những cái cá khác thì thực ra là không có thích ăn mấy. Thế là mua một con to gần 2 cân dành cho 3-4 người ăn là vừa. Với lại bọn trẻ thì thích ăn cá hồi, cho nên là sẽ mua thêm một khay này nữa là được. Tại vì cá hồi thì hầu như là toàn cái hàng đông lạnh ấy, cho nên cũng không có mua nhiều. Đấy, bào ngư này hôm nay cũng chỉ có 1.000 won một con thôi, cho nên là mình sẽ mua 10 con nha mọi người. Không có nhỏ quá, nói chung là nhỏ mềm ăn khá là ngon, với lại rẻ nữa, rất là nhiều luôn. Còn ở đây thì cái con này thì nhà mình chưa ăn bao giờ, nhưng mà nhìn cái khẩu sợ sợ mọi người. Người ta gọi là con nhân sâm ở biển, thấy bảo là ăn rất là tốt, thế nhưng mà mình sợ lắm, không có dám ăn mọi người ơi. Đấy, bào ngư này tươi sống rất ngon luôn. Bên Hàn Quốc thì khéo bào ngư còn rẻ hơn bên Việt Nam mình ấy. Mình bảo bạn ấy là thái kiểu nho nhỏ thôi, nhà có cả trẻ em ăn nữa. Còn đây thì có thêm cả bạch tuộc. Bạch tuộc này thì là của Hàn, đang vào mùa đông nó cũng khá là đắt, cho nên là chắc là mình chỉ mua 2 con thôi. Đó, ăn nó mềm dai dai ngon lắm. Đang loay hoay xách đồ nặng thì gặp nông gơn đúng lúc đi làm về. Thế là đợi mẹ ở bên ngoài cửa xong rồi xách đồ giúp mẹ nữa chứ. Sáng đi học thì thời tiết mình có nói là bên Hàn rất là rét ấy, cho nên là đeo khăn này rồi đội cái ở tai trông dễ thương dã man mọi người ơi. Đấy, lớp 6 rồi mà sang năm là lên cấp 2 mà nhìn gọi là như trẻ con luôn. Mấy cái cô ấy đi cùng thang máy, cô ấy khen, cô bảo là mua ở đâu. Mình bảo là ngày xưa là nhận được quà chứ không có mua. Hai anh em mỗi đứa con là bộ như này này, chứ không thì đỏ hết cả tai lên rét lắm. Sáng nay thì tự đi bộ rồi, bảo là các bạn con bạn nào cũng đi bộ thì con cũng đi bộ, đi sớm một tí cũng được. Tại vì nó thấy mẹ kiểu như là sáng dậy xong chở đi cũng, nó cũng bảo là sợ mẹ mệt đấy. Mẹ mình đang ngủ, bà mệt đấy. Ui, đây may có đồng gân sách hộ bao nhiêu túi này. Nó chào bà. Ông bà chú mua xe á? À, 그래요.
Còn cười quá, mẹ mình hỏi Đông Cơn là cháu xem trận tối nay là Hàn Quốc có thắng được không. Đông Cơn nó bảo là không. Bà bảo tại sao? Nó bảo là cái đội này nó khỏe lắm bà ơi. Bà bảo bà cứ cười. Bà bảo tối chết rồi, Hàn Quốc quả này mà thua nữa là bị loại luôn. Mẹ mình là tối nay cũng xem bóng đá nha mọi người. 12 giờ đêm ở bên Hàn thì tầm 10 giờ bên Việt Nam ấy. Bây giờ là mình đang chuẩn bị nấu thêm một món gọi là như kiểu lẩu hải sản đó mọi người. Thế nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không cho sả vào nhé. Tại vì là mẹ mình không ăn được cái mùi sả đấy. Đấy. Ở vừa nãy mình bảo là mình làm lẩu hải sản, thế là cái quán này này người ta lại cho thêm một cái đầu cá nữa. Cái đầu cá này thì không phải là của nhà mình mua mà là kiểu như là người ta lọc, người ta bán gỏi ấy, xong còn cái đầu là người ta cho luôn. Cho nên là bây giờ khá là nhiều, mình nghĩ là cái nước của nó sẽ rất là ngon luôn đấy. Rau thì mua được một ít rau cúc với lại nấm, còn rau cải này là mẹ mình cho này, cái thảo đấy. Bào ngư thì mình đã lấy bàn chải gọi là đánh rửa sạch sẽ hết các thứ rồi này. 10 con 10.000. Tính ra là có 20.000 một con mọi người ơi. Nước dùng cũng đã sôi, bây giờ mình sẽ cho đầu cá vào trước. Mẹ mình bảo là ăn cái món gì đơn giản thôi, mua làm gì tốn tiền, xong lại còn bận nữa. Thì mình bảo là mẹ có mua gì đâu, không có cái món gỏi với lại lẩu này thôi chứ có gì đâu. Thực ra là nhiều khi á, mình làm những cái món này bà còn không ăn mấy đâu. Những cái món canh mà hàng bình dân ấy thì mẹ mình lại ăn đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng phải thay đổi một tí, hôm sau suốt ngày ăn canh với kim chi mãi được cũng chán. Bà cứ tích tiền cho con dâu. Đây, cái xương người ta lọc sạch sẽ luôn rồi. Cái này là cái gì không biết, gan hay là gì nhỉ? Nội tạng hay là cái trứng mà nó không biết. Thao hồ ngọt nhá. Tí nữa để cho nó gần chín rồi mình sẽ thả bào ngư vào. Ở đây có một túi mà nãy mình mang lên này. Bỏ ra thì mới thấy là nước nước cà chua. Cái này mình nghĩ là chắc là ai người ta cho ấy. Xong rồi bà không ăn xong bà mới mang lên cho mình này. Đấy, hai hộp. Còn đây là cái túi kẹo. Rồi thôi. Anh toán kẹo ngày xưa. Kẹo làm từ hạt dẻ này. Không ăn còn mang lên cho cháu nữa. Rồi thôi. Đấy, mọi người để ý này. Mẹ mình này. Có nhiều nhà gì đâu thì để ở quê ăn đi lại còn mang cho cháu mấy cái một. Cái này để trong tủ lạnh ăn cũng muốn cho nó mát. Rồi, rồi. Bà lại cho tiền hai đứa. Ôi đứa 10.000. Hai chú cỏ. Ừ. Có em bên chú nó đưa cho mẹ. Đây. Em 10.000, anh 10.000. Đang ngồi bên cạnh bà nói chuyện bóng đá. Rồi bây giờ mình sẽ cho bào ngư vào nha mọi người. Đấy, bàn chải đánh sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong rồi đó. Để vào đây. Sau đó sẽ cho bạch tuộc. Nhanh chưa này? Đấy. Ui. Ôi, đang thì... lấy con bạch tuộc mà không lấy được ra mọi người ơi. Anh nhìn này, ôi, nó khỏe chưa? Nó bám chặt vào cái chậu này. Mình sợ quá, nó phải nhờ chồng với anh ấy lấy hộ. Ồ, hiếm xe, hiếm xe. Rất là khỏe luôn. Ủa, chín đời đúng không? Ôi, đặt chơ. Ây, đặt chín đời kìa. Ôi, xe kìa. Mình sợ không dám làm luôn. Ồ, xe đặt xe. Mình sẽ cho một ít rau cúc vào cho nó thơm. Hôm nay không mua được rau cần mọi người ơi. Rau cần thật ra là có nhưng mà nó đắt quá. Một túm bé tí mà những 6.000 won. Mà có lúc thì nó rẻ đấy. Với cái đấy cũng không có ăn mấy mọi người. Cho nên mình bảo mua cái rau cải cúc cho nó có cái vị thơm này. Nên là con bạch tuộc vừa nãy khỏe như thế mà bây giờ chui vào đây là cũng gọi là bất động luôn. Như thế này thôi nhưng mà ngon lắm. Đông quân là mình đã khoái ăn cái món này. Ôi tội đắt quá, mẹ ngoan mua được có hai con. Một con này là 10.000 nhá, không có to mấy. Em Minh Chu là đang phụ giúp mẹ ngoan mới đi học về. Đấy để gọi mà
bà giờ mới dậy này. Thôi công nhận nhìn thấy mẹ mình ở nhà mình rất là hiếm luôn. Bà rửa tay xong rồi ăn cơm. Nhìn chứ. Đấy, bây giờ đại gia đình nhà mình ăn cơm. Mẹ mình như đói sao ấy. Ừ. Cái này tí nữa mình ăn xong mình ăn bỏ trước.오늘은 20만 구독자 기념으로 엄마 모시고 온 거예요. 네. 엄마, 고맙네. 구독자한테 한마디로 좀 해주세요. 고맙습니다. 신따오냐? 네. 신따오. 네. 고맙습니다. 신까먼. 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 네, 엄마 드세요. 마음에 안 드세요. Bà xin gửi lời cảm ơn, muốn nói nhiều nhưng mà bà mắng được mấy câu tiếng Việt. Ôi trời bố cô. Nè, chú bắt rồi. Chẳng nhớ. Không chỉ cần chẳng nhớ là tao cần nên đi cô. Trời ơi, đẹp quá đấy. Bao nhiêu ngày tháng được ăn cái này? Nhớ mày, nhớ mày. Yeah, 아니야, 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 아니야. 네, 일단 이거 먼저 먹고. 엄마 엄마 주지. 이거 있는 게 이거. 내가 뭐 이거는 nhiều 야 mình có mấy người ăn thế này là vừa. Cũng không hẳn là nhiều quá. 광어 맛있어. 광어 저희도 오랜만에 먹는 거야. 여름부터 안 먹었어. 여름 때부터. 왜요? 왜? 지느러미가. 너 이거 먹어. 네. 맛있어. 엄마 이거랑 같이 드세요. 아 진짜 맛있어. 안 보다 맵다. 근데 이게 쪽지 아니야? 맛있어. 맛있어? 엄마 이거 맛있어요. 아니 뭐 나오 뭐 lại ngon. 이거 좀 먹고 먹어야지. 네. 마 엄마 안 나. 너 trước và cái này sau. 고구마만 조금 있다. Hai đứa thật ngon. Hôm nay có bà là mới quay chứ bọn này nó không quay đâu. Bọn này bây giờ nịnh được nó là mệt lắm. Ngon.
thích ăn cái rau cải cúc này không? Ừ. Cái bột cũng không ngon. Nè. Chân bốc được chưa? Chân bốc. Ăn hơn cả con bạch tuộc. Đúng không? Chân bốc. Chân bốc lên chân. 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 Giờ nói gì mà nó to chứ nó nhỏ mẹ không nghe rõ rồi. Mẹ mình cả miệng mình lắm. 많이 드십시오. 언니. 언니 많이 드십시오. 자주 오세요 엄마. 겨울에는 온다고 그랬어. 심심하니까. 겨울에는 집에서 심심하니까. 겨울에는 온대 이제. 난 밤에 눈 오는 날. 등 밤에 인제 nhiều hơn chứ. Ừ. 그놈은 울지 말고 엄마 봅니다. 내가 올게. 그놈은 아, 네. 차 무슨 게 아니야. 거기 교회 가는데요. 아, 미끄러울까봐? 자, 이걸 보니까 밥 말을 먹으라. 오만해. 응. 벌써 밥 드세요? 이거 말을 먹으라. 아유. 많이 먹었어, 나. 안 뜸. 많이 먹었어. 맛있겠다. 이 말을 보니까는 밥 말을 먹는 것이 뭐. 어때? 국물? 맛있죠. 맛있게 말해야지. 기침한 것 같아. 맛있어? 맛있다. 맛있어. 이거 봐. 엄마 이거. 이거. 이것도 되게 맛있어. 이빨 때문에 못 먹어요. 그냥 그냥 너무 마음으로 만든 거 먹어. 우리 엄마 잘 맛있어. 맛있으니까. 그만. 아니 그거 말이야. 나 국물을 좋아하잖아. 우와. 우와, 맞출까? 응. 아니, 저기, 저기, 마음이 또, 뭐. 아, 그, 아, 또. 이거 막 완전 안 와라. 제대로 들어. 나 내 말, 나 내 람, 내 지금 공 내 뭐. 아, 뭐. 배뜰. 오빠 애들 이거 안 먹네? 맛있어. 먹어야지. 그 맨 몸 가 하네, 맨 왕. 지금은 못 느끼야. 그 좀 먹고 그 근육 먹어. 정말. 네, mình ăn xong xong rồi rửa bát luôn rồi mọi người ơi. 엄마 약 드세요, 바로? 어? 바로 약 드세요? 어, 나 바로 먹고. 까딱 잊어버리고. 저 안 그럼 뭐 이제 온통 나이. 속이 안 좋은 사람은 바로 먹으라게요. 그래요? 응. 약이 독한 게. 네. 안 먹으면 어떻게 돼요? 어? 안 먹으면 어떻게 돼요? 이제 부대낄 테지. 다리도 아프고 소화도 잘 안 되고. 네, 그러니까 네. 먹어야. 날 먹어. 매일 lần thuốc à? Đồ của bà. Bà treo này không treo bà để dưới nền luôn.
Rồi mọi người bây giờ ăn cơm xong đầu đuôi các mình rửa bát các thứ. Bây giờ mẹ mình là đã nằm ở trên sofa chuẩn bị ngủ rồi đấy. Tại vì mọi ngày ở nhà thì mẹ mình ngủ rất là sớm, cho nên là mình đang ngồi buôn dưa lê với lại Minchu hai mẹ con chụp hình. Lâu lắm rồi là không có cái hình của hai mẹ con luôn đấy. Hồi bé thì chụp rất là nhiều luôn này, mà bây giờ lớn rồi là không có chụp mấy. Thì thôi hôm nay mình dừng video tại đây nhá. Hẹn là tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.